Chỉ có một cái á, là tất cả những gì Việt làm mang cả chục cái mặt nạ lên đây á, mục đích chỉ cho dân tộc Việt Nam, cho thế hệ trẻ cỡ con thôi. Tại vì thế hệ trẻ của con á, phải làm cái gì đáng giá một kiếp người. Chứ không có thể mà qua đây, ví dụ con là du học sinh, con qua đây con vũ quốc neo rồi con đi về, xài hết tiền rồi về già con cũng khổ. Chứ không phải người Việt mình chẳng lẽ tối ngày cứ đi làm công nhân ở Bình Dương thế này kia, chẳng để dành được bao nhiêu tiền, mang chứng bệnh không có tiền cho nhà thương nữa. Nó vô lý. Nó phải có một cái đời sống trên trung bình. Phải một người làm rồi nuôi được đàn con. Hôm nay giấy mực của trong nhà trường đưa về cho mấy đứa nhỏ đi học, không có tiền mua tập nữa, rồi đóng tiền trường không có, là bây giờ là mấy đứa nhỏ dốt rất là nhiều, không có được vô trường. Giờ mấy cái trường học không có tiền đóng, nó đuổi. Cái xã hội hôm nay nó rất là rối loạn. A Di Đà Phật, đệ tử có câu hỏi muốn hỏi thầy. Là thầy nói là đời này, tức là năm 2023 này á, thì thế giới sẽ thay đổi rất là nhiều, và nước Việt Nam mình sẽ thay đổi rất là nhiều. Sư nói là Phật sẽ ra đời và thầy sẽ dạy họ cái hộ pháp cho Phật. Thì con có đệ tử có một câu hỏi là nước Việt Nam mình á, sau khi mà thành một cái chế độ là tốt đẹp nhất á, thì là cái ngành nghề gì á là ở nước Việt Nam mình sẽ phát triển nhiều nhất để mà cho các giới trẻ ở năm châu bốn biển và ở ngay tại Việt Nam nó sẽ chuẩn bị để mà nó phát triển cái nước mình cho nó nổi tiếng thế giới. Nhất là mình nói năm 2023 là năm cơ vận xoay chuyển rất là mạnh. Còn đức thầy hay kiệt gì Việt Nam hay không là 95%, còn 5% thì để chờ cha với hội đồng chư Phật quyết định nha, chứ không phải 100% nha. Đó là trong cái câu nãy giờ hỏi. Còn cái nghề gì trong tương lai, bất cứ nghề gì mà thiếu cái từ bi trong đó, thiếu cái gọi là nhân lễ nghĩa chí tính thì đừng nên học. Tại học càng giỏi mà thiếu cái đó là phá hoại, làm hư quốc gia. Cho nên trước tiên mà học nghề đó, học cái nhân lễ nghĩa chí tính trước. Có người mình nói chuyện phải giữ lời, phải có uy tín, và phải có lòng nhân ái và chung thủy. Bây giờ nó không có cái đó. Bây giờ nó học càng giỏi chừng nào, nó không chừng nào, nó chỉ là cá nhân không à, nó làm hại tổn hại quốc gia. Cho nên cái đó là cần phải học. Còn và từ khi có cái đó rồi, nó sẽ ra muôn nghề. Một nghề thành ra trăm nghề, thì chỉ giải thích tổng quát như vậy. Có một cái nghề nhân lợi nghĩa chế tính thì tự động quá cho nghề luôn. Ra đường người ta thương á, thằng này nó hiền á, người ta giao cho đủ thứ chuyện cho làm. Quản lý khách sạn, quản lý đất, quản lý nhà băng, quản đủ thứ, đúng không? Là nghề rồi. Nhưng mà chỉ còn học một nghề thôi. Nếu một nghề thành công sẽ có muôn nghề. Chứ đâu còn mấy cái nghề mà với vũ neo, kỹ sư, technician, điện tử, chuyện nhỏ như con thỏ. Đi học nghề nhiều việc đó. Chứ nghề học tiếng Anh. Sau này nước Mỹ là giống như là ông cái gì nói là Mỹ nó sẽ thâu lợi phẩm. Tức là khi mọi chuyện ngã ngũ rồi, Mỹ vẫn là nước tiếp tục là đàn anh của thế giới, vẫn là tiếp tục cường quá. Thì mình học tiếng Anh thì mình làm đủ chuyện. Đó là căn bản. Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần, kỳ nhì tái diễn phong dân. Trong mấy cái bài sấm cơ nói, làm nhận biết là Mỹ thâu lợi phẩm. Thì giờ thấy Mỹ thâu lợi phẩm rồi, vũ khí của Nga là mua nữa, giỡn. Vũ khí Tàu chưa đánh thử, mình chưa biết, nhưng mà mấy vị nói đồ giấy.
thì Mỹ Thâu Lệ Phẩm ban phong thành kỳ nhì tái diễn không dân. Trời ơi, chưa chấm chấm gì còn. Bữa nay chịu khó ngồi nghe dữ ta. Mấy con có cục e-plug không cho con này mượn? Tại cổ gì con này cũng mới gác ngồi chứ. Con này bạn mình có không có coi mình ra gì đâu. Con này mình nói với mấy người này khác nghe. Cười. Không có rồi, mình nói chuyện nhớ ẹt. Nói chuyện đâu có ai đâu. Này đang livestream với người. Đang nói này. Mỗi lần nói này là mấy chục triệu. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Bữa nay cũng overtime dữ. Bữa nay nó chuyên đạo mà. Con em nãy hỏi vô đời mấy câu nhưng mà không dám nói rộng về chính trị. Nãy cũng có một chút xíu đầu óc đó nghe. Sư phụ, vậy sư phụ thấy cái thằng nhóc nãy hỏi anh nó như thế nào sư phụ? Hỏi gì? Hỏi gì? Hỏi sư phụ nãy mấy câu nãy. Hỏi thế nào hả? Dạ. Thấy nó làm sao? Thằng này mà nếu mà phim kiếm hiệp đó gọi là gì ta, qua sân lượng kiếp đó. Nó đóng vai gì ta, đóng vai Âu gì á, Võ Cốc á, ông gì á, Âu Âu Dương Bông, đúng rồi. Trời này hay ta, tại vì mấy chục năm mà quên coi phim kiếm hiệp á. Nhớ mãi mãi thôi, nhưng phải nhắc rồi mới nhớ rõ, tại vì hay luôn lòng Âu Dương Phong, thằng này giống Âu Dương Phong. Trời Võ Công ghê luôn. Không mà khi mình nói chuyện livestream biết nhiều lắm, cái đầu của hội là một rừng lịch sử mà. Nhưng mà mình nói liền á, đâu có nhớ được. Chút xíu là nhớ liền. Cũng nhớ cái câu mà tâm gương xe thân như cội bồ đề rồi đó. Mấy cái đó là thuộc lòng quá trời lâu rồi. Nhưng mà lúc mình muốn nhớ tới mình nói, mình phải nhớ một chút. Tâm như đài gương sáng. Hay quá ta. Hồi xưa lục tổ đâu có học đâu, mà làm tổ. Cho nên không phải là mình học kiếp này. Mình học kiếp này, mình sử dụng kiếp này chỉ là kiếm cái đồng lương cao để nuôi vợ, nuôi con thôi. Còn những cái người mà gọi là học ở suốt thế gian á, người ta mang cái trí thức của trên trời xuống á. Trong một người trên cả triệu người với một cái ý kiến mà tốt á, một cái ý kiến mà khác hơn người thường á, là có thể thay đổi cả quả địa cầu này á. Hỏi đi. Thưa sư phụ, hôm mà sư phụ đặt tên con trở lại đó, bây giờ con về bên Hoa Bay, con có phải là trời nữa không? Không, nhà nhà chứ. Sư phụ đã quy rồi, chỉ là kiếm cái hình cha mẹ cho nó online lấy xuống rồi thờ cúng. Không có thờ rồi, không có thờ. Thì lấy cuốn kinh này sáng rồi thì tối rồi thì. Dạ, con cũng vừa đang học đó, với đọc kinh con cũng tiếng Việt không có, cũng đọc từ từ chữ. Ủa đồng kỳ vậy? Dạ, từ tuần qua đây hồi cậu cũng còn trẻ mà không đi làm sở Mỹ, trong tại lính rồi không đó, thì ra không có ca, không có báo Việt Nam, không có cái gì hết á. 1973-71 mà con ở Omaha, Nebraska. Có năm mấy người Việt Nam mà lấy chồng Mỹ lính đầu thâu như con vậy, không? Thành ra rồi cái làm trong sở trong lính với mấy hồ theo tận chồng cũng chồng tiếng Anh đó, rồi lúc sau thành ra con đổi tên hoài đó. Thành ra bởi ổng hỏi Dương Phụ đọc tên con, đặt tên con. Xưa gọi là mẹ Mỹ là đây đây hả? Đúng không? Hả? Dạ. Ở nói Mỹ nói tiếng bồi là nay gì phải không? Dạ, 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 hồi đó không biết mà cũng đi làm mà cũng ráng đi vô lấy mẹ nhiều đồ viết từ học tiếng Mỹ. Không mà những cái thế hệ này mình phải đáng trân trọng nha quý vị. Thương, giống như mình có bà chị là chị Lệ Lý á. Sau này bà lên sau đẻ con lên Mỹ rằng bây giờ nó là chùm Hollywood á. Mấy cái phim bây giờ nó là tỷ phú của Hollywood, nó là má là những nam. Thì
ý là nó làm cái phim Her, Heaven and Earth là thằng con làm trong Hollywood bả mới có cái phim đó. Thì bây giờ á dạ, nó tiến bồi đó. Dạ, đó thì nhưng mà đó. Cuối cùng rồi lá rụng về cội. Ta về ta đắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Sao giờ không đi Việt Nam kiếm ông sòng sòng nào mình hốt ổ. Hốt từng ba đứa con được rồi, đừng năm đứa. Chứ giờ mấy thằng Mỹ tóc vàng á, nó về già nó quậy lắm. Tại lúc nó đi lính cái đầu nó hư hết rồi. Dạ. Chịu nó không có nổi. Thì đó mấy... con chưa bị có con cái ông thứ hai đó là con cũng người Portuguese gì ở Hawaii đó, mà con cũng nghĩ là thôi cái là cũng như chót rồi. Nhưng mà sư bị phải không, có biết ly dị nha, mà cũng vì đạo. Ông nói hồi trước ông là Catholic gì Mỹ, ông nói người Mỹ à? Người Mỹ ở Hawaii. Cái con cái hồi đó làm đám cưới ở ngoài, ở trong trại lính ở ngoài, cái chỉ kêu minister gì ở ngoài tự dẫn đạo Thiên Chúa. À, con nói con không có theo. À, thì người nào giữ đạo nấy, cái tới lội lắm, cứ ở với nhau 3 năm mới làm đám cưới, mà ổng cũng ok, ổng đạo Catholic. Cái lúc sau con đi, tự nhiên cái ổng stress, cái ổng vô đạo Tin Lành, cái về là ổng trở kìa. Hồi đó ổng thỉnh Phật Di Lạc đồ ông Địa ông gì đem về cho tặng trưng đại nhã đó. Giờ lúc sau nói dưới đông ní đà đem đi hết, không cho ông mẹ ông đầu vô cửa sổ hết trơn à. Cái mấy người kia con đem cái tượng Phật thật là bự đem lên chùa đem tặng hết à. Thì mình cúng cái gì ông cũng thích ông ấy. À, em giờ cứ nói ông Phật nhẹ nhàng vậy, tôi nói Phật có làm gì đâu, ông đặt ông Phật đốt chùa ở Ấn Độ hay là gì. Cái con riết rồi cái thôi con buồn phiền, ông bỏ con nhà mình, cái ông đi đi vô trong cái nhà thờ ông hoài, bỏ con nhà con lo nhà cửa đồ, làm giường đồ hết. Cái ông bỏ con dưới hố vậy, con mở mình tôi nói trời ơi, hay chắc hết tình nghĩa rồi, ông bỏ mình văng dưới đó là không trồng để giữ đất lợi đó sư phụ, vẫn đi dưới đất cái hố nhà mới vậy đó. Cái lúc sau cách nhà lên là lộn xộn, cái thôi con bán nhà con, cái con đi luôn, con đi luôn, con trở lại. Tóm là câu chuyện đó là không xong. Dạ không xong. Bây giờ thích ăn canh chua ớt kho chứ không thích ăn hamburger nữa. Đúng không? Thì bây giờ muốn không mình giới thiệu cho. ăn mắm ruốc cũng được nữa, chứ đừng nói chuyện canh chua ớt kho thiếu gì. Ông này có ai ta? Ăn ngồi đây luôn nè, có sẵn luôn. Mày ăn liền, mày ăn liền. Không, con bây giờ chỉ cầu xin cha mẹ với cho con trai với mấy đứa cháu nó được làm ăn rồi vậy thôi. Con chỉ không đủ rồi, con đủ rồi. Con nói giờ chỉ xin về theo cha mẹ thôi, chỉ giờ đó. Tức là hy sinh một đời người làm ma mỹ, nói tiếng bồi, để cho dòng họ anh em được có cuộc sống khả quan, đúng không? Nhưng mà tới ngày hôm nay nói chung lại á, là hy sinh cuộc đời như vậy, hôm nay có hối hận? À, không, con không hối hận không? Chứ không có muốn là thấy cái tướng này là hồi trẻ đẹp cực kỳ, đúng không? Dư sức có một người chồng lý tưởng yêu đương, người Việt giàu học vấn thì đẻ 5-10 con, đúng không? Còn phải hồi thời chinh chiến mà ở dưới quê nhiều lúc mình phải hy sinh, giống như bữa có người nè, một người cũng kể vậy. Thì thôi cũng là trân trọng vỗ tay đó, là tỷ này cả cuộc đời cho nước Việt, cho dòng họ gia đình. Cảm ơn.